Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đặt vị trí số 2, đại diện cho thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu nói chung và tuổi Quý Sửu nói riêng đa số đều sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Người tuổi Quý Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc đời, trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực của bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tới quý anh chị và các bạn về tử vi của những người tuổi Quý Sửu trong tháng 11 âm lịch. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, xà đạo cũng như cách hóa giải vận hạn. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quan, tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình, chế nhật, nạp âm là phích lịch hỏa tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt thị. Đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 4 tháng 11, tức ngày 18 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Ất Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 11 năm 2020, tức ngày 30 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Mùi. Thứ ba là ngày âm lịch 24 tháng 11 năm 2020, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Mùi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 11, tức ngày 23 tháng 12 dương lịch, sẽ có nạp giáp là Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 11, tức ngày mùng 4 tháng 1 dương lịch, sẽ có nạp giáp là ngày Tân Tý. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành MV hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những nhân vật nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu 1973 tháng 11 âm lịch. Sửu âm thổ gặp mậu dương thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các chủ tuổi Quý Sửu trong tháng này đều chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh, nên có những cách ứng xử, xử sự, giao tiếp phù hợp để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình.
Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Sửu cho thấy mọi thứ đều giữ ở mức ổn định nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Bạn sẽ tìm được lối đi riêng cho mình, mặc dù mới đầu có chút chông gai nhưng mọi chuyện sẽ dần dần ổn định. Tài vận cũng từ đó mà đi lên. Tuổi Quý Sửu đa số là người đáng tin, không có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận và không biết mệt mỏi là gì, nguyên tắc nhưng công bằng, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ cần chú ý ngày âm lịch 28 tháng 11 năm 2020, tức ngày 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu, sinh năm 1973. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Sự nghiệp của tuổi Quý Sửu. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các gia chủ theo đường quan vận, càng chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tháng này, bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp, sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Tuổi Quý Sửu sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác mới, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thẳng tiến được khen thưởng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Quý Sửu không muốn công sức mình phấn đấu trước đó bị đổ sông, đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, đừng để bản thân cứ mãi trong sai lầm như vậy. Để may mắn thành công, các bản mệnh tuổi Quý Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, chất lọc của những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tài lộc của tuổi Quý Sửu. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng diễn ra như chuyển nhà, mời đi khách hay xui hơn là phạm thế bị phạt. Trong tháng, bạn cũng sẽ phải chịu đựng sự tò mò và sự dò xét với tài chính của mình. Việc tiền tài liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu có ai đó hỏi về thu nhập hay tiền của, hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tăng thêm tài lộc trong tháng này, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi. Tình cảm và gia đạo của tuổi Quý Sửu. Đối với người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tình yêu và các mối quan hệ vào tháng này cũng có thể tốt đẹp. Có thể bạn đã từng cãi nhau với bạn đời vì bạn quá cứng đầu, nhưng bạn và người đó có thể sẽ làm hòa, có tiếng nói chung trong tháng này. Trong gia đình bạn sẽ gặp một số xích mích to tiếng với con cái trong công việc học hành, chọn ngành nghề sau này. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con bạn. Nam mệnh Quý Sửu nếu cần độc thân thì tháng này sẽ là tháng đào hoa của bạn. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình vòng tam giáp khai vận, tị, sậu, sửu, vật phẩm. Vật phẩm của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Quý Sửu. Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Quý Sửu tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Nhắc nhở tuổi Quý Sửu cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Nguyên do có thể là do trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi, bất đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Để tăng cường sức khỏe, trí óc luôn được tinh thông, minh mẫn,
những gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Việc mang pháp khí minh quang pháp bảo bên người sẽ giúp quý anh chị khỏe mạnh và ổn định tinh thần, lạc quan, vui vẻ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị vận trình tử vi của các gia chủ trong tháng 11 âm lịch. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui khi được quý anh chị và các bạn luôn đồng hành, theo dõi. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!